Vâng, em xin chào cô bác và anh chị nha. Hôm nay thì em đang có mặt tại xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng để giới thiệu đến cô bác và anh chị một lô đất. Tổng diện tích của lô đất này là 1 hectare nha các bác, thuộc xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đó. Một trong những xã là phát triển nhất trong huyện Lâm Hà. Cũng có view rất là đẹp luôn. Đó, và cái đất của mình là đã rào kín vườn rồi nha, rào lưới B40 kín vườn rồi. Và mình có căn nhà cấp 4 dưới kia và toàn bộ cái thế đất của mình ở dưới này và trải dài trên này luôn. Đó. Sầu riêng các thứ được thu chính hết nha. Dưới này là cà phê xen với sầu riêng. Và dưới kia thì có những cái cây mắc ca nha các bác. Đó. Toàn bộ cây ăn trái và cây bơ nữa này. Và cái view rất là đẹp. Ở đây thì có một cây sầu riêng rất là nhiều trái luôn. Và có một cái chòi này các bác. Chòi lá. Đây. Trái rất là nhiều luôn. Một cây sầu riêng trái rất là nhiều. Ở đây thì cực kỳ mát mẻ nha các bác. Từ cái đám đất của mình đây sẽ ra tới trung tâm xã của chợ Lâm Hà, của chợ Tân Hà các bác. Từ đây ra tới chợ Tân Hà thì nó rơi vào là 5 cây số nha. Còn mà từ đây chạy ra tới sân bay Liên Khương ngoài kia, khu vực ngoài này các bác, sân bay Liên Khương thì nó nằm ngoài này. Đó. Ở đây là huyện Đức Trọng nha các bác. Thì từ đây mà chạy ra đó thì nó rơi vào là 25 cây. 25 cây là ra tới sân bay Liên Khương, quốc lộ 20 nha các bác. Còn từ đây mà ra tới trung tâm huyện Lâm Hà thì nó rơi vào là 15 cây. Đó. Thì cái đất của mình là được 30 cây mắt đường bê tông, nó rơi vào là hơn 80 mét mặt đường bê tông nha. Thì cái giải đất của mình dưới này nó cũng khá là cao. Dưới này nó cũng nhìn thấy toàn bộ cái view từ phía trước đây nha các bác. Đây, toàn bộ cái view luôn. Đó. Thì đất của mình là phía sau hay phía trước thì đều rào lưới 100% hết rồi. Trên này cũng rào lưới nha các bác. Đây. Phía trên này là lưới B40 này. Đó. Lưới hết. Đây sầu riêng này, sầu riêng của mình hết nha. Đây về phía sau đây. Đất của mình là có ôm một cái bụi tre này rất là lớn luôn, rất là mát luôn. Và tiếng gió nghe xào xạc các bác. Đó. Ở đây nó cao đất và gió nó thổi rất là mát mẻ. Đây thì sau đất của mình cũng rào lưới này. Đó, rào lưới này. Chạy lên trên này. Rào lưới hết các bác nhá. Rào lưới. Đó. Bây giờ em di chuyển ra đường quay cho bác xem nhá. Đây toàn bộ cái bụi tre này là nó nằm trong đất của mình này. Như em có bay phải lấy cam thì em có vẽ rõ cho bác xem hết rồi. Ở đây có một cái lán chòi, đây thì chủ đất đó dựng lên để nhậu nhẹt các thứ này. Hay là vui chơi các bác. Đây là cái con đường trong đất của mình thôi, không có chung chạ với ai. Chủ đất tự làm lên để mà mình ngắm view các bác. Đó, mình ngắm view toàn cảnh luôn. Đất dưới này thì người ta hiện tại đang trồng rau màu các bác nhé. Rau màu phía dưới này. Đó, đất của mình là ôm theo cái bụi chuối kia. Bụi chuối là hàng ranh đó các bác. Hàng ranh. Đã được rào lưới B40 đó. Toàn bộ phần chuối bên đó là của mình luôn. Chuối là nằm trong đất mình luôn. Đây thì trên này toàn bộ là mắc ca này. Có cả mắc ca và sầu riêng. Được thu chính hết các bác nhá. Đất của mình thì có một căn nhà rất là đẹp luôn. Nhà cấp 4 rất là đẹp. Nhà cửa điện nước là đầy đủ. Giá năng lượng mặt trời. Đó, đường đi lên đất của mình này. Đất này thì các bác mua chừng hơn 2.000 mét vuông thì người ta cũng cắt ra nha. Cắt ra từ 2.800 cho tới hơn 3.000 và 5.000. Các bác muốn mua khu vực nào người ta cắt chỗ đó nha. Đó, ở đây sau nhà của mình đây. Đó, trước nhà có cây vú sữa này.
Đường điện nhà nước là chạy dọc đường nha các bác. Dây mạng wifi kéo đầy đủ hết. Đây, đây là mặt đường bê tông. Hướng này chạy ra tới trung tâm xã, trường chợ của xã Tân Hà thì nó rơi vào 5 cây số. Còn hướng này sẽ chạy ra tới huyện Lâm Hà thì 15 cây, chạy ra tới sân bay Liên Khương là 25 cây, quốc lộ 20 đó các bác là 25 cây. Đây, vào của mình là sẽ đã bắt đầu từ cái cây hàng xoan này nha các bác. Đây, từ hàng xoan này đổ xuống dưới kia, xuống dưới đó thì nó rơi vào hơn 80 mét mặt tiền đường bê tông này đó. Các bác muốn mua ở khúc nào thì người ta cắt cho mình từ đây đi vào nha các bác. 1 hecta thì giá người ta đang đưa ra là 800 triệu trên 1.000 m2, thì người ta bán từ 2.000 m2 trở lên nha, người ta sẽ cắt cho mình đó. Đường là đường đi liên thông hết toàn bộ cái dải nhà của mình đây, vào lưới B40 100% hết. Đây, em di chuyển vào trong nhà này. Đây, cái bờ các bác, đất của mình thì trải dài xuống dưới kia luôn, giáp với cái nhà ngay đây này đó, giáp nhà luôn đó. Đường này ô tô vào thoải mái nha. Đây có một cái xe này các bác. Đây là cây vú sữa này. Đây, nhà rất là đẹp luôn. Và đây trước có cây cây ô hiện. Rất là đã luôn này. Đó, dưới đây là toàn bộ sầu riêng với cả cà phê. Đây, cái căn nhà rất là đẹp luôn. Nhà được xây rất là... Đây có một chú chim. Chim này rất là lạ. Đó, trước nhà có những cái cây kia, hoa giấy. Ở đây thì có bưởi các bác nhé. Bưởi này. Đó, đây thì dưới này có maca này. Maca cà phê, bưởi luôn. Sầu riêng. Đây thì chuồng gà, bưởi. Đây có một cái bắp rất là dị luôn, rất là hay. Bắp nở bông như kiểu bắp đực ấy. Ở đây mình có một cái ao nổi nha. Hiện trạng trên đất thì mình có một cái giếng khoan, nước nôi là thoải mái luôn. Đây, người ta đang trồng ớt các bác. Ớt. Đây, cái view của mình đứng ở đây thì cũng nhìn thấy toàn bộ cái view luôn nha các bác. View xa, view thị trấn, view huyện, view Đức Trọng. Đó, cái nhà chòi kia. Nhà chòi này em đứng này ôm hết rồi. Đó, có hệ thống tưới này đầy đủ này. Đó, đấy, rào hết xung quanh này. Thì xã này là xã phát triển nhất và cũng chuẩn bị là lên thị trấn. Thì xã này thì giá nó cao hơn là các xã lân cận nha các bác. Nó vừa có view, vừa có nhà cửa, vừa có mặt tiền đường. Rồi rất là gần, đi lại thì nó rất là dễ dàng. Nói chung là tất cả các xã, nếu mà đi ra ngoài huyện Đức Trọng hay là ra tới sân bay Liên Khương thì đều phải đi qua xã Tân Hà trước rồi mới ra tới ngoài huyện, ngoài sân bay. Đó, nó khu vực Tân Hà này là khu vực trung tâm, tụ điểm của những các xã lân cận các bác. Nên là phát triển rất là mạnh mẽ luôn.
Đó, thì các bác quan tâm đến mảnh đất này liên hệ qua cho em nhé. Diện tích là 1 hectare, đang bán 800 triệu trên 1.000 m², có bán lẻ là từ 2.000 m² trở lên. Đấy, phía đây thì mình đã rào hết rồi này. Rào tôi ôm cái bụi tre kia xuống, xuống dưới đây và chạy ngược lên trên nhà luôn, lên trên ngoài đường đó. Đất của mình là có 400 mét thổ cư. Nhà cửa rất là đẹp, khang trang hết rồi. Phù xung quanh thì toàn bộ cây ăn trái rất là nhiều. Đường đi nối lại thì thông thoáng, rất là dễ dàng. Đó. Đất mình đây là thuộc xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng nha các bác. Các bác quan tâm thì liên hệ qua cho em. Rồi, em cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi nha.